Phú Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Phú Khang ẩm thực và kênh Cuộc Sống Việt Nam 78. Thì hôm nay Phú Khang sẽ làm một cái video này về anh Sử, tin rất là nóng. Thì những cái video clip trước trên cộng đồng mạng đã có lên, thì anh Sử bỏ về quê, thì anh nói là Hồng Loan cho người đi chi xác anh, thì anh bỏ về quê. Thì sau đó thì anh có nói chuyện chị Ni là anh hiểu lầm, anh có nhờ chị Ni là làm một cái video để lên đính chính, để cho cộng đồng mạng thì không xôn xao cũng không nói xấu về Hồng Loan. Thì lại hôm nay cũng một cái cuộc nói chuyện giữa anh và chị Ni thì là anh lại nói khác nữa. Thì Phúc Khang nghĩ anh chắc cũng có cái vấn đề về trên cái đầu của mình hay sao, anh lớn tuổi mà anh đang nói gì hồ đồ, nói nhiều lời, nói hai lời, nói đủ thứ. Hôm nay anh nói vậy, ngày mai anh nói khác. Bây giờ anh có nói cái gì đi nữa cũng không ai mà tin anh nữa. Thì bây giờ Phú Khang không mất làm mất thời gian cho cô chú anh chị, thì Phú Khang sẽ cho cô chú anh chị và các bạn nghe một cái đoạn ghi âm giữa chị Ni và anh Sử nói chuyện. Cái gì đó, chị nó đã vậy rồi. Em đã lỡ cái gì chứ, là em nói lên cái gì chị nhiều. Cái một cái khác nữa chị, em hiểu không? Là em sẽ sợ gì cái đó. Rồi nhưng mà người sau lưng nào, người sau lưng nào nói cái gì với anh? Người sau lưng nào mà nói gì với anh? Sao anh dễ bị thao túng vậy? Sao nó túng em đứng nhìn cái đó, nhìn được chứ chị Nhi. Thì mà sao mà nhìn đó? Em không dùng cái gì ai hết cả. Tại vì em nói đó là em không có nghĩ là ăn một tuần bạc nào của nó là nó cho em cái gì. Nhưng mà nó cũng không có nói gì anh cho em nghe hết. Anh thấy không, lúc nào cũng chú xử hết, đi đâu, đi về. Chú xử gì? Không có mặt của chị thì có chú xử không? Cả một đứa con đó, con em cũng biết ghét, đừng nói chi mà. Anh ơi là anh, em là người ngoài, anh dù gì anh cũng là trong gia đình, anh hiểu không? Ví dụ bây giờ em hỏi anh đơn giản nè, có phải bây giờ nó đang không có người bên cạnh nó, em là chị nó, em coi nó như em út thì em đồng hành với nó, thì bây giờ nó nghe thì, em. Thì một cái sự đó thì nó thấy có chị nó lợi dụng chị được rồi. Thì không, nó không có lợi dụng. Ngoài. Anh nghĩ em bây giờ nó lợi dụng em được không? Nó lợi dụng em được cái gì? Em là tự nguyện hết. Không có vấn đề. Nó không phải nó lợi dụng em. Mà anh thấy nó có chỗ nhờ giả rồi. Chứ không phải là lợi dụng chị. Nó không đủ tư cách lợi dụng chị. Mà nó sẽ coi thường em một tháng. Tháng mấy ngày chị luôn coi khoảng 10 ngày là sẽ thằng Sử là không là thằng gì nó cho em được. Không, bây giờ em hỏi anh Sử này, ai ở sau lưng nói với anh á? Anh trả lời em này, ai ở phía sau nói gì anh mà để anh tới ngày hôm nay anh lại lên tiếng trong khi anh kêu em á là đăng cái video lên để sợ con nên tụi tại em muốn nói là không em đã cái bản tính em không bao giờ mà muốn phạm tội làm cái gì khác mà nhưng mà người ta cái sự của thằng bạn em nó đăng lên gì thì em chạy cái đó mà nó còn giả đâm nhanh nó lưu lại thằng nó đăng lên thì em không chạy gì đó em nói chị á là em chỉ nói thẳng á giờ tất cả em làm triển khai gì chị bây giờ em giờ em chỉ không ai mà lấy cái lòng cháu mình không lo, bây giờ mình lo em làm gì chị, ông đầu ông bị gì, ông bị khùng, ông bị ngáo hay sao vậy, ăn nói với xàm, ăn nói với không có ra cái gì hết trơn, lúc này lúc khác bị nói ra mai mốt ông sặc gì, sặc thành sặc lơ gì, ông cười ông bẻ lên trên đầu bị già mà còn tào lao, lúc ngày hôm nay ông nói về ngày mai ông nói cái khác, ông chắc bị ngáo đá hay sao. Em được có là chủ em được có trả gì đó. Em giờ em chỉ vì chị đó, em làm những cái gì của chị em chỉ cho em đáp tội lỗi chị được. Không chị muốn em làm gì em làm chị đấy. Anh có lỗi gì với em đâu, cái việc mà anh kêu em là cái người của cô Sáu gài vô, bà Sáu bà gài vô, em không có trách anh. Anh hiểu vấn đề không? Em không có trách tại vì bản thân em nè. Em làm em sẽ hiểu, nhưng mà em chỉ là em không ai mà chú dục xui đuổi em là cũng được nào cũng được chứ. Dạ em chỉ cho chị cho nên em lỡ đó thì xảy ra những cái này giờ em sẽ giải đáp chị mà chị giờ chỉ cần em làm gì em làm đấy thôi chứ mày không phải làm cái gì anh Sử anh có ăn oán hay là có âm tình gì mà anh đợi em đâu mà để em bắt anh làm cho em anh hiểu không cái vấn đề ở đây là gì nè em không muốn anh với con Loan hiểu lầm cái gì nghe có được không trong khi đó Hồng Loan là cháu của mình Hồng Loan kêu mình bằng chú mà mình đi chở mặt có mấy trăm ngàn mà bây giờ á nói với chị Ni ơi giờ chị Ni nói gì em làm theo cái đó em có lỗi với chị nói gì em làm đó bởi vậy
ông cái đầu ông có bị cái gì không hiểu, lớn là 50 tuổi đâu còn trẻ, ăn nói sầm sàm. Không tự nhiên là em có lỗi với chị kêu em làm gì em làm đó, kêu ông đi chết ông chết không. Anh tại sao phải Không, nghe người ngoài em bị không hiểu thao lầm được túng như chị, vậy? em không hiểu lầm, em đường đời này tuổi này em đâu hiểu lầm được nhiều chị, đá đâu hiểu lầm chị phát âm là khùng. gì Ông à? Đang lúc nào Nhưng nói mà cũng em chú không, sự, chú sự. Anh thấy đi Đà Lạt không chị Thi ơi? Chú sự ở nhà không biết có tiền để xài không? Chú sự đang ở nhà đã như cái gì cũng chú sự, chú sự hết. Bây giờ anh làm chết rồi anh sự ơi. không có là chị đi à, chú xử là chú xử trước mặt chị đi đó, em không phải vậy, em nói dạy dặn dụng về giữ chị đi Anh thấy không, anh thấy trời. nó nói với em không? Không, cái này có sao em nói, em không lên tiếng bảo vệ nó. Dạ Em là người tại vì ngoài, em đâu có chị vô đâu mà tranh có, giành hay chị là đâu đồng có nói sở hữu, trái, hay là chị đâu có trực tiếp chào đón anh hiểu chưa không, em em chứ đâu có đâu mưu đâu. đồ gì được đây. Anh thấy không, mọi cái thứ là em đến với nó là giống như em con đến một đứa em. Em thấy nó coi Dạ như đúng đường đi rồi nước bước nó không rồi, có biết cái gì hết. nhưng mà cái chuyện gì nó xảy ra em quan trọng nữa thì cũng cũng có này có kia hết rồi. Giờ em thì giờ chị Nhưng mà ai ở đằng muốn như sau, nào ai ở đằng sau để thao túng anh, ai ở đằng sau nói anh nói ai, ai anh nói anh không nghe không thử. em không không ai mà tao đúng em được hết trơn, Nói cái gì em anh tại phải thẩm định chứ, sao mà để chú cháu mà không xảy ra trong khi trước thì anh kêu không em chị đó thì đăng video lên để đính tự nó chính làm cho cho em ấy nó. mà, tự nó làm mà. Chị nghĩ đi, nếu mà nó thương em thì cái ngày em đi về nó lấy 500.000 tiền điện lên nó thương em không, Năm cái trăm này ngàn rồi điện, ví dụ năm cái trăm đó ngàn cái tiền lòng tin điện em còn chưa nó lên nữa. Trời ơi, em nói thiệt với anh nè, bây giờ cái em đó là nói với anh nè. cái điểm cuối cùng đó, nó cái sự với em đó. Bởi vì em nói Không với cho tiền anh, về em mượn tiền nó về là trong cái miếng đất nó mướn, nó mướn người ta phát 15 triệu đó mà người ta nó không tiền hướng mà em về em hết xong cho nó không nói không rồi đó, mà còn về trong chuyện nhà từ trên dưới em cư xử nó là em dọn dọn, không phải là dọn cho nói với chồng đâu, em dọn cái bàn thờ anh năm với tất cả gì năm đó muốn sạch sẽ hết em làm sạch sẽ cho năm thôi, em mới đem làm cái gì đó chứ không phải em gì cho chồng nó. anh sợ ơi chết rồi. Hồi trước thì hôm qua đây anh kêu em là đăng video lên đính chính, Kêu là em một một từ khi bước đi em không muốn rồi mà lấy một bây một giờ em ngày hỏi mấy anh hôm nè, nay cho chơi em với hỏi em lại làm nè, xong rồi em không muốn là tại ra sao chị với động chị. cơ nào anh kêu em là Ni ơi, chị Ni ơi, cho tôi với chị nói chuyện, chị cầm máy chị video đăng lên để chị đính chính cho con cháu đi, để cộng đồng mạng nó nghĩ sai, nó tội nghiệp nó. Rồi tự nhiên hôm nay anh lại nói chuyện với một cái YouTuber nào đó lên là anh lại Không nói không xấu không nó. không, đó Ôi là em trời, nói trước khi đó với chị rồi chứ phải là sao chị hiểu không, cái đó là cái bữa em đi về là em dài 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 quá một cái là em nói gọi gọi em hai lần rồi em không nghe được, em nói kể nó nghe về chuyện đi về vậy đó chứ không ai đuổi em hết trơn á, là nói chuyện là nói sao, tại vì đó em không có gọi chị được, chị có cuộc có nhớ chị nhớ không, hai bữa đi về xong rồi gọi chị trước đó là con đêm bây giờ em nói nghe phải nè, em gọi à em nói à. nghe nè, ví dụ bây giờ anh lớn rồi anh hiểu không, anh phải phân định cái nào đúng cái nào sai trong cái sự việc này Rồi anh. bây giờ em cũng không phải thành tâm làm gì, em không xen vào cuộc cuộc cái lo thì em trả cái tình với anh Năm đã hết rồi, Thì em em không biết, cần cho không cần làm cái gì thêm nữa nhưng mà vấn em đề chưa hết em. anh hiểu không, hay là giờ em hỏi anh nè, hay là anh thấy Mỹ Loan nó ở trong nhà nó bây giờ nó cái gì nó cũng nghe lời em, mà anh nghĩ là ừ không có anh đây thì không phải không đâu. không không em không bao giờ em ganh tị hay học gì phía bên chị, em là sự những cái khi những cái mà nó muốn em đi ra ngoài rồi đó thì nó sẽ nói gì người ta cũng được. Ủa những cái chiêu trò của bé Lon với thằng Hải hay là mấy đứa nhỏ nói chung là nhỏ xíu thôi, chừng nào nó diễn cho qua ba nó được thì hay diễn với em là bộ cuối cùng sẽ liên em đi tới luôn, em không nói là nhưng mà tụi nó không qua mặt em được đâu chị à, nó chỉ thấy rõ ràng không cách cư xử của con nó sao, bữa đó nó là con nó thôi. Rồi em hỏi anh chứ bây giờ Rồi tự nhiên anh em kêu kêu ai đâu mà con đi na 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 ai đâu mà em thơ kêu người rồi chém giết anh đâu, mà tự nhiên tin tức ở đâu vậy? sao tin tức đâu, em nhìn thấy em mới được chứ em không nhìn thấy em còn mạng không chị đi, nhưng mà nói tất cả là lỗi là lỗi của em Anh tại em xử à, anh có không bị thiệt cái tình gì với anh không, mà ai không đâu có mà gì đi luôn. thơ chém giết anh? Ông Ủa quỳ anh không, nghĩ con Loan nó đi làm ông vậy xem hả? không phải con Lon làm vậy, con Lon á nó không hiểu được em, nó không hiểu được sự tình của cái người sau lưng nó bên kia đó, rồi cho nó chứ nghĩ em nói là nói vô vô rồi là chị mà em nói xong thì nó thay Cái gì đổi đi chứ cái không thay đổi gì? là nó nói Em bên kia ai ai nói em thơ người giết anh nữa hả? không phải em đâu nói chị rồi chứ không, là trong khi anh nói là cái người sau lưng của nó trước kia nữa
là như vậy vậy chị thấy cái đó không ổn nghe, phải lo con cái gì trời, người ta có lo cho nó chỉ con đường nói vậy. Nhưng mà con nín tin em nói gì mới đúng không, không phải là cho người ta người xấu, mà trong khi con sợ gì ta lặt con rồi, con giờ con nín tin nhìn chú, con tin chú còn gì đó, mình chú con phải là chăm chăm người ta vậy. Con mới mới được suy nghĩ như con một cái rồi tới ra tòa con vẫn có, người ta vẫn giúp con luôn một cái thắng trăm trăm thì con lúc đó mình cảm ơn. Nhưng mà ai anh nói thẳng tên luôn, ai người đó là ai, cái chuyện sau này là tất em còn không biết được, em còn không biết được cái người đó mà, nhưng mà cái tên đó mà thấy cái tư hướng đi tới cuối cùng đi, mỗi khi không có chị là nó đi về nó đi, mà có chị rồi thì nó nhà cho mà mỗi khi mà ngoài bởi vì chị không về là nó lên ra kia. Là trước lúc em xuất hiện á hả, trước lúc em xuất hiện á hả? Dạ đừng có gì cái gà luôn mà. Và mỗi khi thấy chị qua chơi rồi cuối cùng có bỏ tiền, cuối cùng có bỏ tiền luật sư ra không? Ý là cuối cùng có ai bỏ tiền luật sư ra không? Cuối cùng có ai bỏ tiền luật sư ra không? Thì đó nó nói có, nó nói có mà có trong khi luật sư của người ta mà ta nói có con rồi tới ngày rồi lỡ ra tòa người ta trả lời gì vậy rồi con làm gì ta? Là sao? Em thích cái luật sư đó em mướn mà, nếu mà luật sư sau này là em mướn hết mà, đã phải có người nào đâu mà con tu. À, em muốn nói làm với một cái nữa chị hiểu không, mà em chỉ phân tích cho con cái này thôi phải không, chứ không phải là nói ai xấu hay bỏ nói đâu. Rồi cái mà chị mà ngược lại cái nó em chưa hiểu chỗ này nè, có nghĩa là em đã thuê luật sư trọn gói rồi, anh kêu nó thuê một cái luật sư khác nữa hả, hay là sao, hay cái người sau lưng nó kêu là phải thuê riêng nữa hả? Thì cái không phải như em ấy nghĩ, em chỉ nghĩ thôi chứ nó làm thì làm chứ em không nói. Tại vì giờ nếu con nếu cần thiết thì mình chứng luôn á, mình con làm như một luật sư con đi, đặng để cái gì mới ra tòa mà mình có chứng chứng tinh thần mình cứ tốn 100 triệu không sao đó. Rồi đó, em nói với em tiếp bên như vậy rồi sao không được thì nó phải cho bên kia biết luôn. Cho bên nào? Thì nó cho cái bên sau lưng đó là cái người em nói chị đó. Là sao, có nghĩa là mọi người không tin em hay là sao? Không phải chị, ý là luật sư của em đã nói sạm nó không hiểu luôn.